Được rồi. Đây em mọi người mới có anh Vũ ở Vĩnh Long, Mang Thít nha, Mang Thít Vĩnh Long. Đặt mộc đơn hàng này là 104 triệu 600 nghìn. Đặt bộ chèm rừng tay 16 10 món. Phương lười, đồng hồ, kệ tivi, tủ áo đồ đầy đủ luôn. Nhưng mà kêu ông quay mặt thì ông không cho quay. Sao quay luôn đi. Rồi. Quay lưng nha. Đây nhé mọi người.